Vâng, buổi chiều hôm nay em Bắc sẽ quay trở lại và giới thiệu cho quý chị chúng ta một căn nhà vị trí cực đẹp nằm trong khu dân cư đồng bộ và có một con đường trước mặt nhà là đường 8m thông. Rất đẹp nha quý chị. Đường thì đã đường hình thành rồi và con đường của chúng ta là đường thông ra thông thương rất nhiều nơi. Một hẻm là chúng ta thông ra bờ sông đang thi công làm mới và một con hẻm là thông ra em Bắc đang xây dựng. Thì dự kiến em Bắc sẽ hoàn thành trước 2025 nha quý chị. Vâng, giá bán chỉ hơn 4 tỷ đồng một chút xíu. Và đây là toàn bộ kích thước của ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta có diện tích là 6m5 và sâu là 4m5. Xây dựng toàn bộ đất là 30m2 với kết cấu một trệt, hai lầu sân thượng nha quý anh chị. Đường chúng ta thì đường trước nhà đã được trải nhựa rồi và hai bên chúng ta có vỉa hè nữa. Vỉa hè mỗi bên 1m nha quý anh chị khách hàng. Như quý anh chị thấy thì xe hơi chúng ta có thể tránh nhau khoảng rơi vào khoảng tầm 3 chiếc đều được, hai chiếc đổ hai bên, một chiếc chính giữa đi vẫn lọt nha quý anh chị. Vâng, để không cho quý anh chị chờ lâu thì em Bắc sẽ đưa quý anh chị đi vào bên trong một chút xíu và chúng ta sẽ xem kết cấu cũng như công năng của bên trong nhà. Ngôi nhà của chúng ta thì có tổng tất cả là 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Đây là không gian của trần trệt kết hợp với không gian của bếp. Thì trần trệt thì gia chủ có tặng cho chúng ta một bộ sofa ở chính giữa. Ngoài ra cũng có một cái kệ tivi nằm ở phía bên tay trái của ngôi nhà, cũng như ở chính giữa gia chủ đã gắn thêm một hệ đèn chùm và trang trí rất đẹp. Với sau sofa để tạo điểm nhấn hơn thì gia chủ đã gắn một hệ đá 3D, gạch 3D nhìn rất bắt mắt. Rồi, đây là toàn bộ không gian của phòng bếp. Không gian phòng bếp thì được gia chủ đã set up đầy đủ cho chúng ta từ kệ tivi, bàn ăn, hệ tủ bếp, bàn bếp, tủ lạnh. Ngoài ra thì cũng có tặng thêm một số vật phẩm như bàn ăn là có đầy đủ như chén và ly cũng như rượu. Tủ rượu thì chúng ta cũng có thêm rất nhiều chai rượu đây nhé quý anh chị. Vâng, em Bắc sẽ đưa quý anh chị chúng ta đi lên tham quan phía bên trên. Không gian thì cầu thang được gắn bằng đá và dưới đá cầu thang đá trắng thì gắn thêm hệ lát, nhìn không gian nhìn rất chill và đẹp hơn cho quý anh chị. Chúng ta có không gian trần trệt là chúng ta có một phòng ngủ master và có một phòng tắm riêng biệt. Đây là hệ của phòng tắm riêng biệt của chúng ta. Chúng ta có một bồn tắm này, có một hệ lavabo, chúng ta có một bồn tắm và có một bồn cầu và một cây tắm đứng nữa. Toàn bộ đã kích thước đã đầy đủ rồi. Rồi, đây là không gian của nhà chúng ta. Không gian đây là phòng ngủ master nha quý vị. Không gian phòng ngủ master thì chúng ta cũng có đầy đủ như có kệ tivi. Chúng ta có một cái giường, có một tủ áo quần khá là lớn rồi. Chúng ta có một đôn đồ giường, một bàn trang điểm. Chúng ta có một cái đèn ở thả giữa cũng khá là đẹp mắt nha quý chị. Rồi, tiếp theo em Bắc sẽ đưa quý chị chúng ta đi lên lầu thứ hai. Lầu thứ hai thì được gia chủ thiết kế làm riêng biệt hai phòng ngủ cách biệt nhau. Chúng ta có một nhà vệ sinh chung. Và đây phòng ngủ, hai phòng ngủ này thì cũng được gia chủ set up cũng đầy đủ. Rồi, chúng ta cũng có đầy đủ từ giường, tủ, chăn ga, gối nệm. Chúng ta cũng có một cái bàn trang điểm bé bé xinh xinh. Chúng ta có một hệ tủ áo quần. Và tiếp theo thì cái phòng thứ hai là một căn phòng với tông màu chủ đạo là tông màu hồng đấy ạ. Cũng có đầy đủ toàn bộ nội thất khá là xinh xắn. Với công năng và không gian khá là đầy đủ rồi. Quý anh chị không ngần ngại lên, hãy bóc máy lên gọi cho em Bắc để được em tư vấn với mua giá cực kỳ ưu đại và rẻ nhất. Phía trên này thì chúng ta có thêm một không gian sân thượng lên cho quý anh chị. Đây ạ, đây là không gian sân thượng của chúng ta. Thì không gian này thì được gia chủ để trồng cây, bỏ các thiết bị điện nước khá là đầy đủ. Rồi, thì giá bán của nhà của chúng ta là 4 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng trực tiếp ký chủ nhà, quý chị nào quan tâm tới sản phẩm này thì bóc số, bóc điện thoại lên và gọi cho em Bắc. Em xin kết thúc video tại đây ạ.